Ở hình dải chữ S của đất nước Việt Nam này có rất nhiều những ông chủ, có rất nhiều những tòa nhà to đùng luôn ạ. Có những biệt phủ, những cái căn nhà biệt thự, những cái hình khối nhà, những cái tòa tháp văn phòng rất là lớn, hoặc là những cái tòa nhà rất là lớn. Vậy thì là khi bạn ở một căn chung cư biệt thự, một cái ngôi nhà to thì bạn có sướng không, đúng không? Hỏi rằng là chúng ta băn khoăn là ở những người trong ngôi nhà đó họ có sướng không, chưa chắc đâu các bạn nhé. Ai cũng biết ở nhà to là rộng rãi thoải mái, là không khí lưu thông, rồi là có chỗ để vui chơi, có chỗ giải trí, có chỗ ăn, có phòng ngủ riêng, có phòng master, có bể bơi, có sông sục các kiểu, nhưng mà chưa chắc đã sướng. Nếu như giả sử họ đang có một cái gánh nặng tài chính rất lớn cho ngôi nhà của họ, và đấy là cái bệnh của người Việt Nam đang mắc phải, đó là cái bệnh gọi là sĩ cũng như là thể diện, là khi chưa có tiền nhưng mà họ cũng muốn là xây một cái biệt thự to, nhất là người ở quê và vùng ven cũng như là các tỉnh, đặc biệt là những nơi mà ăn sâu vào cái bệnh sĩ đấy, là họ chưa có tiền nhưng có thể họ đi vay mượn, họ đi cầm cố, họ đi vay ngân hàng sổ đỏ để họ đi xây một cái nhà rất là to. Thì đấy nó gọi là tiêu sản. Và khi ở trên tiêu sản thì khổ lắm các bạn ạ. Vì là sao? Gánh nặng trên vai sẽ là tiền nợ ngân hàng hàng tháng phải trả, gánh nặng về cơm áo gạo tiền. Còn cái khi họ có tiền rồi thì chúng ta lại phải xét đến yếu tố, nếu họ sướng thì họ sẽ có một gia đình hạnh phúc, sẽ có một cái mái ấm đầy đủ, rồi là sẽ có một cái nền kinh tế vững mạnh, thì đấy là họ sẽ sướng. Nhưng nếu ngược lại mà gia đình họ không yên ấm, suốt ngày vợ chồng cãi nhau, suốt ngày gọi là anh em đánh chửi nhau, đúng không ạ, bố mẹ không hòa thuận, con cái nghiện ngập, thì đấy họ cũng sẽ không sướng đâu. Tức là nhà giàu cũng khóc đấy bạn. Đấy, lên là việc sướng hay khổ đó là tùy vào quan niệm của từng người, cũng như là cách sống. Chưa chắc ở trong nhà to bạn đã sướng, vì nó phụ thuộc vào hoàn cảnh cũng như là lối sống và cái kết quả của bạn mang lại trong cái hoạt động kinh doanh, trong cái việc dạy dỗ con cái. Cuộc sống này sướng hay khổ nó còn rất nhiều yếu tố, chứ không phải cứ ở nhà to là sướng bạn nhé.